yêu các bà 7:30-8 giờ tối thì tắm mà chưa được tắm, gội chưa được gội, tắm gội chưa làm gì mà tôi đi tôi nhận 2 thùng hàng đang chuẩn bị đi tắm. Trời ơi, 2 thùng hàng của tôi má ơi. Đấy, đời nó như con mọn vậy đó mấy mẹ. Đời như con mọt mấy má ơi. Đó. Biết sao mỗi lần khui hàng phải livestream không? Để bọn vận chuyển nó đỡ cãi, các bạn hiểu không? Bọn vận chuyển nó đỡ cãi là chị nhận được là chị thế này thế kia. Đó. Rồi ôi Trang ơi, các chị ơi, các chị ơi, hãy nhìn đi nó sang cái gì này các chị ơi. Tuyệt vời ông mặt rời các chị ơi. Nó sang khô mực các chị ơi. Những chị đơn khô mực các chị ơi. Các chị thấy khô mực nhà em chưa? Khô mực nhà em là hàng đỉnh của Choap. Cá dứa và khô mực đây. Ôi rồi ôi các chị ơi. Ôi rồi ôi các chị ơi. Khô mực nó sang rồi. Nó sang rồi các chị ơi. Chờ nó mòn mỏi. Chờ con khô mực nó mòn mỏi. Nếm luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nhà em là một bầu nha. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 gói các bạn đếm dùm em. 32 gói mực. Ui trời, 2 mực nó về là muốn ngất nha mấy chị. Ngực nó về, mực nó về muốn ngất nha. Đó. 4 6 8 10 đó, 10. Các bạn có đến 32 đúng không? 12 13, 14, 15. Ôi má ơi. 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. 25. Sao vừa tôi đến 32 hả mấy bà? Vừa tôi đến bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5 nữa này. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 5 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây 10 nữa này, từ từ nha. Tôi đến nhầm với sao không à? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2, 14 15 2, 4, 5 20 nữa này. 2, 4, 5, 25 32, ok 32, 32. Đang là 32 đấy mẹ ơi. 32, 33. Cơ
má nhớ dùng con 33 nha. 33 nha, nhớ dùng con 33. Rồi. 33, cứ 33 đã. Đây. Đây cá dứa biển nhà em đây mấy chị, cá dứa biển nhà em đây. Đó. Đó, cá dứa biển nhà em này. Đó, vừa sang này, hàng mới cứ phơi khô 3 nắng này. 1 2 3 4 3 5 6 5 6 7 8 7 8 9 10 9 10 11 12 11 12 13 14 15 đấy, nó phải đếm đếm này này, 15. Bác nhớ giúp em 15 nha. Hôm nay chỉ sang được cá dứa với cả mực thôi mọi người ạ. 15 với 33 nha các bạn. Các bác nhớ giúp em nha. Đầu óc em hơi kém. Hết cá sặc rồi. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40. Đó. Đó. Đây là cá dứa biển nha mọi người. Cá dứa biển. Cá dứa biển bên Mỹ là 66 đồng 1 kg 2.2 pound. Ở Việt Nam là 600 nghìn. Đó. Bốn chục gói. Xong. Ok. Mỗi thứ 40. Mỗi thứ 40 mọi người ạ. Trời cảm ơn Candy Nguyễn. Trời ơi khô mực mọi người chờ lâu quá mọi người ạ. Đó gầy. Gầy đẹp rồi mọi người.
mai em có một đơn hàng 1.500 đô, nhưng mà không ship được, phải được thứ hai mới ship được mọi người. Phải đợi thứ hai mới ship được cái đơn hàng 1.500 đô. Chị khách ven màu 2 lần tiền. Ô, bị thiếu khô mực các mọi người, khô mực với cá dưới biển bị thiếu. Bị thiếu cỡ khô mực và cá dưới biển, đâm ra là không có hàng để ship cho mọi người. Hai ngày hôm nay ngồi chơi đó, tại vì là hàng hóa nó cũng khó khăn đấy mọi người. Khó là vì bản thân là, ví dụ lạp xưởng này. Mọi người nhìn này, lạp xưởng còn có 2 gói là đã có đơn rồi. Đơn của Karimai, Karimai lạp xưởng này. Đó, cá dứa chị, à cá, đây là cá lóc này. Cá lóc thì mới sang được đây, cá lóc sang đây. Đó, gà đây mua chuẩn bị làm gà ủ muối này. Đó, đây là cá lóc sợi này mọi người. Cá lóc sợi này ngon đỉnh của chóp nha. Cá lóc sợi nhà em là ngon đỉnh của chóp nha mọi người. Đó, cá lóc sợi tẩm muối ớt này là đỉnh của chóp. Đấy, mọi người mua cá lóc sợi về ăn. Đó, mới sang, có nghĩa có những lúc thì sang được cả thùng cá lóc sợi. Cá lóc to, đó, thấy không? Hàng nhà em ngon lành cành đào. Một gói này là 1.1 pound nha. Đó, mọi người ăn cá lóc sợi nha. Cá lóc sợi là không có xương. Đó, còn khô mực đây. Khô mực nhà em là khô mực bầu nha mọi người. Khô mực nhà em là khô mực bầu. Khô mực bầu là dòng, là cái loại khô mực ngon nhất trong các loại khô mực là hoa hậu đó. Con không to nhưng mà rất ngọt và thơm nha. Con không to nhưng rất ngọt và thơm. Đó, mọi người nhìn ra hàng nhà em đi. Hàng tuyển chọn không à. Đó, các chị mua hàng nhà em mà chỉ có chuẩn cơm mẹ nấu đây này. Khô cá mực nhà em này. Đấy, các chị nào mà mê mực nha. Này trời ơi, ngất thôi, không đùa đâu. Không ngất, không mất, không ăn tiền. Đó, chị nhìn mực bầu nó phải đây này. Đây là mực bầu nhá. Mực bầu cực kỳ ngọt, cực kỳ đậm. Trời ơi, mà nướng lên nó dẻo. Đó, đó. Còn cá lóc đại nhà em đây. À quên, cá sắc đại nhà em đây. Đó, cá sắc đại đông đá này. Đó, cá sọc đại. Đó, ví dụ cá sắc đại đây, các chị nhìn cá sắc đại nhà em nó to nha. Đỉnh của chóp luôn. Đó, mời các chị. Đó, tuyệt vời mặt trời à. Em mà sang đây phải bỏ cái hô thùng xốp đi để em hít chân không lại đó mọi người. Đó, đó. Trời ơi, à, quên, chưa giới thiệu mọi người, nhà em có món này. Trời ơi, nhà em có tôm khô mới sang này, 40 cân. Tôm khô nhà em là chỉ có đỉnh của chóp. Trời ơi, tôm khô. Tôm khô nhà em là không có đối thủ nha. Tôm khô biển mà không có đối thủ. Đó, có những lúc có sang được đấy, ví dụ như hôm nay sang cá dứa. Hôm thì sang tôm. Đó, đẹp ngon không? Đó, tha hồ. Đó, đi gửi phí ship hàng của 1 kg này là 330.000 nha mấy chị. 1 kg mà hàng gửi sang là 330.000. Đó, hàng á, những hàng nhà em là để rất ngon lành cành đào đây, cá chỉ vàng. Đó, cá chỉ vàng. Thấy không? Cá chỉ vàng nhà em chỉ có đỉnh của chóp thôi. Đó, các chị nhìn cá chỉ vàng nhà em này. Đó, hàng hóa nhà em là đó, em đây, đây là cá dứa baby. Đó, cá dứa baby. Đó, cá dứa baby và cá dứa biển khác nhau nha. Cá dứa baby, con cá dứa nó nhỏ hơn và nó mỏng hơn. Nó sẽ không được béo ngậy. Ví dụ như chị nào sợ béo thì sẽ ăn cá dứa. Đây là cá dứa biển này. Đây, mọi người nhìn này, cá dứa biển sẽ thế này. Đây là cá dứa biển nha. Đó, cá dứa biển đây. Đó, đây là con cá dứa biển. Thịt nó rất là dày, mọi người nhìn thấy thịt chưa? Đây, hôm nay là, đó, thịt nó dày mình. Đi sang là đó, thịt dày mình này. Đó, đây mọi người nhìn này, con cá dứa baby. Nó sẽ rất mỏng. Mỏng thì chiên giòn được. Đó, con cá dứa biển đây. Đó,
xếp lên đây để lại cho nó đẹp. Đó các chị, đổ. Đó các chị, làm hàng ấy có những lúc nó như vậy đó. Có những lúc mà có hôm 11 giờ đêm nó giao hàng đến cũng phải đi. Để mà nó khi nó đến hàng ấy là nó gửi cho mình cái hình các chị. Mẹ bọn này nó đến một cái nó gửi cho mình cái hình. Các chị hiểu em không? Nó gửi em cái hình bà mẹ thiên địa nó chứ. Thế là em phải tức tốc đây, cá dứa. Đấy, cá dứa biển này. Đó, mẹ nó gửi cho mình cái hình, tức tốc mình phải là phi cái thân mình đi đó các chị. Có 11 giờ đêm má ơi. Tắm mẹ rửa xong rồi lên đường rồi. Đó. Cá dứa biển đó. Cá dứa biển nó sẽ béo nhá. Cá dứa biển nó sẽ béo này. Đó. Khổ ghê vậy đó. Mọi người thấy không? Cá dứa biển nó sẽ béo. Nên chị nào sợ béo thì ăn cá dứa baby. Chị nào thích giòn ăn cá dứa baby đây. Cá dứa biển nó sẽ như thế này. Thịt nó dày nhá. Miếng thịt nó dày cui nha mấy chị. Miếng thịt nó dày cui. Đó, tem đấy, nhập khẩu nhập khiếc mẹ nó kiểm tra kinh lắm. Đó. Các bác thấy không? Đó, cá dứa nha em đấy. Đó, thấy không? Ngon lành cành đào. Các chị đâu, miếng thịt dày cui này. Miếng thịt, các chị có nhìn rõ không ạ? Các chị nhìn rõ cái miếng thịt dày cui, comment nữa em có nhìn thấy cái. Đó, đấy các chị nhìn đâu. Cá vậy đó. Đấy cái này này. Nó bị xì cái túi mai em phải hít lại này. Đó. Mai phải hít lại cái con cá này. Để đây để mai hít. Đó. Con cá dứa to nên là không có xẻ được mấy chị. Đó. Ok chưa? Rồi. Đó, cá dứa. Rồi. Đây. Đây là cá sắc bướm. Cá sắc bướm. Đó, cá sắc bướm, cá sắc nhỏ đó. Đó. Rồi, đan. Bớt lên đây cho nó nhanh nhanh cứng. Đó, mời các chị. Đây là tôm một nắng muối ớt này, để nhậu này. Tôm một nắng muối ớt này, đó. Đỉnh của chop, tôm một nắng muối ớt của em. Đây cái này em thử em đớp. Đó. Đấy, nhà em hàng hóa chị thấy không? Xong khi mà ship cho mọi người ấy. Là em phải bọc cái này này. Bọc cái 3 cuộn này. 3 cuộn này là 531 đô. Mọi người nhìn đi. Ba cái cuộn này là 531 đô mua trên Amazon. Đó, chỉ để bọc đồ cho mọi người thấy không? Em là cẩn thận lắm mọi người. Em mà cẩn thận lắm. Bọc hàng cho mọi người rất cẩn thận. Nhưng mà em rất hạnh phúc nha mọi người. Khách nhắn tin này. Trang ơi, nhận được hàng rồi, bọc hàng cẩn thận quá. Hôm nay ngày 9. Ngày viết nhập sổ. 40 cá biển dứa, 40 mực khô. Đó. Thôi bye bye cả nhà, em về tắm gội đây, đầu óc bẩn quá, về tắm gội. Bye bye mọi người nhá. Xong rồi, bye bye mọi người. Mọi người mua gì chốt đơn cho em nhá. Mai là em không gửi được, em sẽ gửi thứ hai, thứ ba, thứ tư đi các tiểu bang. Thứ năm, thứ sáu là em chỉ có gửi được đồ khô thôi. Những chị nào dính đến cá là em không gửi được. Tại vì ở Mỹ nó rất là xa nhau. Nên là em sẽ không gửi đơn hàng dính đến cá. Và đồ ăn, thức ăn như lạp xưởng, cá khô thứ là vào ngày thứ năm, thứ sáu đâu ạ. Tại vì là nó không đảm bảo được việc sẽ đến vào ngày thứ bảy. Mà nó không đến vào ngày thứ bảy thì nó sẽ giam hàng đến thứ hai. Thì lúc đấy là sẽ hỏng hàng và em sẽ phải đền các chị. Nên là các chị thông cảm giùm em. Xem livestream nhà em thì hiểu tính em rất là rõ ràng. Các chị có chuyển tiền vào thứ tư thì thứ năm cũng không gửi được hàng, nên các chị làm ơn giúp em chốt hàng vào thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, để thứ hai em đi hàng là chuẩn đẹp nhất trong cuộc đời luôn. Thứ hai đi hàng là đẹp nhất trong cuộc đời đó. Ui giời, thôi em đi đây, em về em tắm gội đây, tóc tai tài le nha các chị. Bye bye mọi người.